Hello, xin chào các bạn. Ở trên kênh 30 Size TV Trendy hay là ở trên group Facebook Phòng Luyện Công Bí Quyết Đẹp Trai của bọn mình thì mình thấy khá là nhiều anh em ưa thích kiểu tóc xoăn có rủ, thế nhưng đang gặp khó khăn cho cái việc là tạo kiểu dành cho cái phần size này. Đấy, thì trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho anh em mẹo làm thế nào để tạo phồng, tạo cong đơn giản nhất dành cho cái phần size này đối với kiểu tóc xoăn pass hay là combo hair nhé. Mình có một tin vui cho anh em là 30 Size nay đã có gói trả trước ưu đãi cực lớn, cực lãi chưa từng có từ trước đến nay. Với gói trả trước này, anh em thải ra cắt tóc và mua mỹ phẩm mà không phải lo về giá, lãi ngay tới 2,5 triệu đồng. Gói top up 300, trả trước 300.000 được 400.000. Gói top up 600, trả trước 600.000 được 850.000. Gói top up 1 triệu, trả trước 1 triệu được 1.500.000. Gói top up 2 triệu, trả trước 2 triệu được 3 triệu. Gói top up 5 triệu, trả trước 5 triệu được 7 triệu rưỡi. Chỉ có 3.000 gói trả trước dành cho anh em nhanh tay thôi, nên đừng bỏ lỡ nhé. Vừa rồi thì mình đã gội đầu xong rồi và bây giờ vẫn là những cái bước mà chúng ta không thể thiếu nếu như mà muốn có một mái tóc đẹp ưng ý khi mà tạo kiểu: một chiếc lược cuốn, sáp và lan gen và xịt tạo phồng sidekick, và chắc chắn không thể thiếu đó chính là chiếc máy sấy với công suất là trên 1600W đó. Và trước khi bắt đầu sấy tạo kiểu thì tôi muốn khoe với anh em đó chính là 30 Size vừa đợt này nghỉ dịch vừa tung ra một cái gói ưu đãi cực kỳ lớn mang tên là Top Up. Nếu như mà anh em nào hay đi cắt này, hay đi uốn nhuộm, hay thậm chí là mua mỹ phẩm, sữa rửa mặt, gôm, sáp hay bất kể một cái gì thì chắc chắn là không thể bỏ qua được cái gói top up này. Thì tôi sẽ để thông tin và link ở dưới phần mô tả nhé. Còn bây giờ không lan man nữa, bắt đầu thôi. Mình vừa mới sấy khô cho cái mái tóc form size pass này của mình rồi. Vậy thì bây giờ chúng ta làm như thế nào để có thể tạo phồng và cong được cái phần size này? Thì rất là đơn giản thôi, các bạn hãy dùng chiếc lược. Có hai cách, một là các bạn đặt hết chiếc tóc bên này lên và các bạn đặt cái lược vào. Đấy, các bạn tạo phồng lên, sấy lên. Hoặc là cách thứ hai nhanh và đơn giản hơn, mình hay dùng hơn, đó chính là các bạn đặt trực tiếp chiếc lược lên đây và sấy. Thấy chưa? Đấy, cong hơn rất là nhiều. Ok, và với cái cách đơn giản và rất là nhanh này thì các bạn hoàn toàn có thể tạo được kiểu tóc xoăn pass rủ hay là comb my hair theo ý muốn của mình rồi. Đó, làm như thế nào cũng làm được luôn, mình thấy là rất là ok. Và nếu như các bạn muốn mình làm thêm về mẹo gì, về kiểu tóc gì thì hãy comment ngay xuống phần bên dưới nhé. Còn bây giờ thì cũng là lúc kết thúc video rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.